quý vị và các bạn, 6.377 là tổng số nghị quyết được Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước ban hành trong năm 2023. Không chỉ hợp ý đảng, lòng dân, những quyết sách này còn nối mạch niềm tin của cử tri với cơ quan dân cử địa phương, từng bước gỡ nút thắt, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, cấp bách của địa phương. Dù thu nhập của gia đình bị giảm sút đáng kể khi hiến gần 1/2 diện tích ruộng để xây cầu giao thông nông thôn theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, nhưng những nông dân ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vẫn rất phấn khởi. Vì là tương lai nhìn thấy con cầu này tôi thích lắm, thế nên là dù có mất đấy lúa chẳng nữa tôi rất phấn khởi. Mà thôi còn ít ruộng mình chăm tốt vào, thêm một cái nào hay tí đấy. Trước kia là nó gò ép không bán được hàng, bán được thì rất là rẻ bèo bởi vì là có chuyển được đâu, cứ phải vác với khuân. Xe cành cạch. Cho nên khi phát động phong trào mà hiến đất thì bà con thì chúng tôi phấn khởi lắm. Lấy bao nhiêu lấy thoải mái luôn. Tại tỉnh Thái Nguyên, chùm nghị quyết về hỗ trợ cho tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã tạo tiền đề cho sự phát triển và theo kịp tốc độ chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Cái hiệu quả nhất mà cái nghị quyết đã ban hành mang lại cho ngành nông nghiệp từ cái trình độ thấp mà nay đã trở thành một hệ thống máy móc kết hợp với công nghệ làm sao mà từ làm nông nghiệp manh muốn mà trở nên một cái cách khoa học làm việc rất vững vàng. Nhờ vận dụng linh hoạt, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhanh chóng ban hành nghị quyết giải quyết bài toán thiếu giáo viên mầm non và tiểu học trên địa bàn. Chỉ sau 6 tháng cấp tốc triển khai, những khó khăn được tháo gỡ, việc tuyển dụng giáo viên và các đơn vị sự nghiệp công lập đạt tới 86% kế hoạch. Nhà trường rất là phấn khởi, Hội đồng Nhân dân đã lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời ra nghị quyết 38 năm để giải quyết những khó khăn cho các nhà trường, giải quyết được câu chuyện về nhân lực. Hợp ý đảng, lòng dân, đó là khi nghị quyết được xây dựng từ kiến nghị của cử tri, từ thực tế cuộc sống. Và chỉ khi nghị quyết của cơ quan dân cử sát thực tiễn, thì việc hấp thu mới dễ dàng, hiệu quả mang lại lớn, từ khơi sức dân đến phát huy trách nhiệm của người dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang không chỉ đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, của cá nhân, đại biểu, mà những quyết sách của Hội đồng Nhân dân ngày càng đổi mới, kịp thời, góp phần làm chặt thêm ý đảng, lòng dân. Từ sau khi đại hội đảng đến nay, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành rất là nhiều các cái nghị quyết trên cơ sở phù hợp với các cái điều kiện thực tiễn của địa phương. Và qua quá trình triển khai thực hiện thì để mà đạt được cái hiệu quả của nghị quyết thì chúng tôi cũng tiến hành kỹ các cái hoạt động giám sát. Hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm đến cùng, dứt điểm. Tinh thần đổi mới, sáng tạo cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, kịp thời ban hành nhiều quyết sách quan trọng, sát thực tiễn. Theo đó, trong năm 2023, việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đạt được con số khá ấn tượng với 6.377 nghị quyết, tăng 504 nghị quyết so với năm 2022. Trong đó có 1.681 nghị quyết quy phạm pháp luật và 4.696 nghị quyết cá biệt. Nghe rõ, nhìn thấu vấn đề thực tiễn đặt ra, đã có hàng nghìn nghị quyết đi đúng trúng vào các vấn đề được cử tri tại các địa phương kiến nghị, tháo gỡ nút thắt, khai thông điểm nghẽn, kiến tạo tương lai. Những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi là một phần kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trong năm 2023 sẽ được tổng kết trong chương trình Hội nghị Toàn quốc, tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 3 tới. Theo đó, đây là hội nghị có quy mô lớn nhất về công tác Hội đồng Nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức với sự tham dự của hơn 600 đại biểu trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Hội nghị cũng nhấn mạnh đến sự chỉ đạo và trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đây cũng là cơ hội để đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.